mình thi buổi chiều à? Sáng ra lại Konnichiwa. Sáng hay chiều đều Konnichiwa hết. Konnichiwa hết à? Cái Konnichiwa là chào cả ngày được, phải chưa? Buồn. Cứ đi thi đi thì biết. Mình giúp phân biệt như thế. Anh đi thi lần thứ 6 thì anh lại lừa cái chú. Mà lầy là hạnh. Lần này lần thứ 7. Nói cho nó rõ ràng. Đây là ba bạn trẻ có tiềm năng xây dựng gọi là đất nước Nhật Bản. Đấy, sức trẻ. Nó sai rồi. Yên tâm là đầu đấy không đút vừa đâu. Đâu, đầu ấy có đút vừa đâu mà nó. Nó cúi đâu mình chẳng nó sai gì á. Thank you.
không? 5 phút không nhanh. Thế hỏi nhanh là mấy phút? Dưới 5 phút. Em muốn 5 phút tầng 2 mày đi lên đâu em? Có phải mày thích nhìn không? Bố giết mày giờ. Mày thích quay mày. Ý ông là sao? Ý thằng quay là sao? Ngồi dưới nhà làng lóng. Ý là sao? Nói chuyện nhau đâu. Hai thằng áo, thằng áo đen với thằng áo trắng ở ngoài vừa chia tay xong. Còn hai áo có một người đến được là mình ba. Trong cái tầng 2 làm nhanh. Con này làm chắc cả tháo cả lắp chưa hết. Nhìn khả năng này chưa chắc hết 15 phút đâu. Bảy chân bay lên chưa 8 phút. Đây là bọn em đang ngủ đấy, đúng không? Bọn này 10 phút xong 2 tầng là hơi lâu rồi. Thế lại 17 phút rồi. Dạ. 7 phút xong rồi. Xong rồi. Cuối rồi thế này. Đâu. Một khó là có lâu. Chỉ có hảo. Đeo lắp đi. Đeo hẳn vào rồi đi xuống. Không phải vội. Đội này xong thì 25 phút. Mình đỡ cái ông giặt quần áo nữa. Quần áo nhét trong cặp vai cũng dù ra cũng về. Mình tưởng trời. Anh giặt một cái áo nghe quần. Được cô. Đến
chú ạ? Mẹ 19 phút. Con chú vừa làm vừa nghe thử. Mày sao ấy. Cái gì? Đang đi làm đâu cái lên. Đây là khám nhỉ. Giấy lên nó không khám ra bệnh, giấy là bị khỏi thận rồi, chưa âm khỏi thận xong rồi con nó vẫn được chung ai giữ đi, giữ cái hai cọc ấy.